Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Mùa xuân là khởi đầu cho một năm mới với nhiều khát khao, ước vọng. Và thay mặt cho shop xe đạp thể thao VIP.com, kính chúc muôn người, muôn nhà luôn mạnh khỏe, thành công, may mắn, bình an và hạnh phúc. Một mùa xuân mới đang về trên khắp nẻo non sông, hòa cùng không khí xuân đang về. Shop đang khuyến mại chào xuân giảm giá cho nhiều mẫu xe từ 500k đến 3 triệu đồng. Nên nếu bạn đang cần tìm mua xe đạp thể thao, hãy nhấc máy và gọi 098-331-5936. Chúng tôi sẽ lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Và anh Nghĩa ở Vũng Tàu đã liên hệ với shop để tìm hiểu về mẫu xe đạp đua Twitter R10 full carbon cao cấp. Vâng, mẫu xe đạp Twitter R10 với kiểu dáng khung tuyệt đẹp, thanh lịch và thời trang xu hướng 2022. Dây cáp đi toàn bộ, âm khung, âm tay lái và đặc biệt có vị trí dây chờ để bạn nếu nâng cấp hay cần đi dây ngoài vẫn có thể đáp ứng được. Và với Twitter R10 đang có cấu hình là full carbon gồm khung carbon, càng carbon, cọc in carbon, tay lái carbon và vành bằng carbon, cùng trang bị bộ truyền động Retropic 22 tốc độ. Và với R10 thì shop đang có size 46, size 48 cùng với rất nhiều màu từ hãng Twitter, một model có từ 7 đến 9 màu như màu đỏ, màu cam, màu đất sét trắng, màu trắng đỏ và màu xanh rất đa dạng. Và tại shop xe đạp thể thao VIP.com thì luôn có đủ size đủ màu và có nhiều cấu hình từ những chiếc xe sử dụng full carbon cho R10 hay R10 sử dụng vành nhôm, tay lái nhôm hay R10 sử dụng bộ truyền động Shimano 4007. Shop đều có phù hợp với rất nhiều nhu cầu, mức đầu tư của bạn khi đến với shop xe đạp thể thao VIP.com. Và sau khi tìm hiểu, anh Nghĩa ở Vũng Tàu quyết định cọc trước 1 triệu để đợi ngày mùng 6 Tết Nhâm Dần, shop khai xuân sẽ gửi hàng cho anh. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Và đây chính là chiếc Twitter R10 full carbon cao cấp màu đen cam siêu đẹp mà anh Nghĩa ở Vũng Tàu đã chọn làm bạn đồng hành. Mời bạn cùng shop kiểm tra ngay sau đây. Vâng, anh Nghĩa mua chiếc màu cam size 46, chính xác rồi. Với Twitter thì đang tính theo size cọc bạn nhé. Đây, frame size 46, size cọc là 46cm. Và những shop đã chia sẻ thì full carbon ở cái thiết kế của R10. Vâng, đây là thiết kế thời thượng và đây là với R10, đây là bảng hiện tại đang là bảng cao cấp nhất từ hãng Twitter và shop đang có đủ màu, đủ xe và có rất là nhiều phiên bản như shop đã chia sẻ. Và R10 khung bằng carbon. Vâng, khung của R10 thì được hãng phát triển nhìn rất thẩm hố với carbon fiber và nha, carbon fiber. R10 sử dụng tay lái liền và liền khối đầu cả mặt và cáp toàn bộ đi trong tay lái và chạy xuống khung đây và có vị trí dây chờ đây bạn nhé. Để với bộ truyền động Retropic 22 tốc độ này, tay đế lắc này, bạn muốn nâng cấp sử dụng những bộ truyền động khác hoặc là muốn đi dây rời ngoài vẫn đáp ứng được. Và chất sơn vẫn là chất sơn bóng đẹp từ hãng Twitter và với chiếc màu cam này đang là tem phản quang viền. Chiếc R10 đang sử dụng cặp vành bằng carbon và sử dụng bi bậc đạn, phanh đĩa cục dầu và bọc rất chắc tải. Lốp sử dụng lốp Maxxis 700x25cm. Và với R10 thì đang có 3 phiên bản và 3 phiên bản shop đều review chụp ảnh chi tiết và có để lại đường link ở dưới phần mô tả video này. Và bạn có thể truy cập trong web xe đạp thể thao VIP.com, tìm đến thư mục của hãng Twitter, shop đang có xe đua, xe touring và xe đạp địa hình. Những chiếc xe đạp thể thao carbon đã có mức giá rất hấp dẫn, shop bán rẻ nhất thị trường. Và bên cạnh đây đó chính là Phantom 3. Vâng, Phantom 3 hãng Sapa đang dẫn đầu về dòng carbon. Shop sẽ kiểm tra chiếc xe đạp này để gửi cho khách ở Bình Dương. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao VIP.com vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.